Sáng nay mình vô bếp mình làm cái món gà ha, gà tiềm bát bủ á. Gà tiềm bát bủ thì mình có mà mấy cái gia vị nè. Đầu tiên mình có gà ha. Mình có gà là mình có nấm mèo nè, nấm mèo mình ngâm sẵn nè ha. Rồi mình có kim châm ha. Rồi mình có nấm đông cô mình cũng ngâm sẵn luôn, nấm đông cô nhỏ á. Nè, rồi mình có táo đỏ, hạt sen nữa nè, hạt sen khô quá mình cũng ngâm luôn. Rồi mình có bạch quả nữa, bạch quả chút nè, mình lột cái vỏ đỏ ra nó như vậy nè. Đó. Mình có một củ sắn nha, này nước dừa, này nước dừa. Rồi mấy cái gia vị thì mình có muối, muối với lại miếng bột nêm với miếng đường. Rồi mọi người xem nha, mình để muối vô mình rửa cái gà nha. Rồi mình để gà vô, có mấy cái lông con mình nhổ ra, mình móc mấy cái nào, cái phổi nữa. Mở nhiều quá mình cũng nè, mở là mình làm ra vậy nè. Rồi bây giờ mình rửa lần hai nha, mình rửa cái gà, mình rửa sạch thì mình ăn ngon miệng. Cái này nó dính cái gì nè, nó bị chạy hay gì đó. Giờ mình rửa cái nấm đông cô, cái này nấm nhỏ, thành ra mình không có cần cắt cái đầu của nó nè, cái đầu của nó vậy là được rồi nè. Bóp này mình ngâm hồi hồi lúc trước mình đi chợ á, trước khi mình đi chợ mình ngâm mà. Rồi vắt nước cho nó khô, và cái mình rửa cái nấm mèo. Nấm mèo thì mình cắt cái này ra nè. Làm món này thì nhiều nhiều cái gia vị lắm. Nấm mèo mình cắt nè. Rồi tới cái nấm mèo mình cũng vắt nước cho khô luôn. Kim châm thì mình rửa xong mình làm cái gì nè, nó gì đó vậy ha, mình cứ làm gì đó đó mình cái này đó. Cái này mình làm nó hơi cực, nhưng mà nó khi mà chín rồi thì ăn ngon lắm, tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ kim châm mình cũng mình thắt cái gì nè, ha, cái mình thắt. Rồi bạch quả với lại sen. Mình gọt cái củ sắn nha, mình không gọt nó mình bào luôn à. Đó gọn không, sạch nữa, nó không có cái sơ nữa, mình gọt nó có cái sơ, nó làm cái đó. Chỗ này nó bị dập. Rồi bây giờ mình cắt cái củ sắn,
bây giờ mình ướp nha, mình ướp cái gà mà mình chiên á, mình chiên trước, chiên sơ qua trước. Rồi mình để cái gia vị vô ha, cho nó thấm. Để xíu đường thôi, xíu muối. Mình xịt miếng nước tương. Rồi cái này là mình sử dụng tay mình đi ha, mình làm cho nó thấm cái gia vị á, giống như mình massage cho nó thấm cái gia vị vô trong cái mình chiên á. Mình chà vậy nè. Cái này mình rửa tay rồi nha. Rồi cho nó thấm nè. Rồi mình mở cái bếp lên nha, mình xào mấy cái nấm với lại kim châm với lại nấm mèo. Rồi mình để tỏi vô nha. Chảo cho cái này nó vàng thiệt vàng luôn á nha. Mới thơm á. Mình để cái nấm mèo với lại kim châm với nấm đông cô vô nha. Xào cho nó khô. Ba thứ này là mình xào, còn cái củ sắn với táo đỏ với lại sen với bạch quả mình khỏi xào. Mình để vô mình hầm luôn, tiền luôn. Ba thứ này mình xào. Mình đổ cái dầu ăn vô mình chiên gà sơ ha. Rồi bây giờ cái dầu của mình nóng rồi nha, nóng mình để gà vô mình chiên. Rồi bây giờ mình chở lên ha, mình chở lên cho cái da nó vàng á, nó cái đó gì đó nó vàng rồi không? Mình chiên vậy á ngon lắm, một khi mình tìm nó ngon lắm. Rồi bây giờ mình chỉ chiên sơ thôi ha, tại mình tìm còn lâu lắm ha, bây giờ mình gấp ra đó. Tìm rất là lâu. Chiên hai miếng này nữa. Bây giờ mình để cái nước dừa vô. Mình để nước dừa. Xin lỗi. Để cái nước dừa vô ha. Rồi mình để thêm vô ha. Đó mình để như nó rút hết như nước là được rồi đó nha. Mình để gà vô nha. Ok, mình tìm bằng nước dừa luôn ha. Nó ngọt, nó rút cái trong miếng gà luôn.
Rồi mình để mấy cái mình để củ sắn vô nha. Mình để sen với lại bạch quả vô luôn. Rồi mình để mấy cái nãy mình xào á nè, cái nấm nấm mèo với nấm đông cô với kim châm mình để vô luôn. Đó. Còn cái táo đỏ này nè mình để sau nha, chút xíu mình để vô. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại nha. Rồi. Xong mấy cái đồ kem kem nở cả mùi thấy gốm kìa. Mình đậy hở, đậy hở, đậy hở, đậy 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 làm nó tràn ra luôn. Rồi. Rồi bây giờ mình mở nắp ra ha, rồi mình nêm mình để táo đỏ vô luôn, rồi mình nêm luôn. Bây giờ mình nêm trước đi, cái này mình nêm nhẹ thôi nha, tại nãy mình có nêm ở trong gà rồi đó, mình ra cái này mình nêm nhẹ thôi, mình vẫn để chút xíu muối nha, mình vẫn để miếng đường. Giờ mình thử nó vừa phải không? Vừa ăn nè. Giờ mình để táo đỏ vô. Rồi mình chẳng để nha, mình để chút nữa. Mình để nắp hở nha. Cái gì đó. Rồi bây giờ chín rồi nè, đó nó rút nước lại đó, nó rút nước vừa vô đó, mình cũng không có làm khô quá nha, đang phải kìa này là tìm nha, nên ra mình để nước vậy đó ha, nước đó. Rồi bây giờ cái gà tiền của mình chín rồi nha, mình gấp ra nha, mình múc ra, múc ra cái đùi đi. Mình mời cả nhà ăn với mình nha. Bây giờ mình ăn cái đùi. Cái đùi mình để đi qua bên đây.